thưa quý vị và các bạn mặc dù chưa có con số thống kê cũng như đánh giá tác động của hiện tượng người dân từ các vùng dịch phía nam ồ ạt trở về quê hương trong những ngày qua nhưng nhiều nguy cơ đã hiện hữu cả ở góc độ sức khỏe và tài chính bài toán đặt ra cho chính quyền các địa phương ngay thời điểm này là bằng mọi giá phải lo cho đời sống người dân giữ lại lực lượng sản xuất không để ảnh hưởng đến nguồn nhân lực lâu dài Ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia nghiên cứu chính sách công nhận định người dân phải về quê lúc này là đường cùng, họ không thể tiếp tục duy trì cuộc sống ở vùng dịch với đôi bàn tay trắng và thu nhập bằng không. Muốn dân ở lại không cách nào khác là cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và có thông điệp rõ ràng về chính sách cứu trợ nhu yếu phẩm, thậm chí phát tiền mặt để người dân không đứt bữa đói ăn và có tiền trang trải các chi phí tối thiểu cho cuộc sống. Việc cứu trợ phải được duy trì đến khi dịch bệnh được kiểm soát trước mắt là một tháng và sau đó phải có thể thực hiện dài hơi hơn tùy diễn biến phòng chống dịch. Trước khi chính phủ có công điện 1063, một số tỉnh miền Trung đã thông báo ngừng tiếp nhận người dân từ vùng dịch trở về vì hệ thống y tế đã quá tải không đủ khả năng tổ chức cách ly tập trung. Chuyên gia Nguyễn Quang Đồng cho rằng trách nhiệm của địa phương là phải tiếp nhận công dân trở về, nếu thiếu nguồn lực thì xin hỗ trợ từ chính phủ. Cái khó của việc người đứng đầu địa phương là phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, nhưng nhiều nơi năng lực có hạn, Ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm hỗ trợ ngay cho các tỉnh nghèo để giải bài toán cứu trợ. Chính sách lúc này phải được thực hiện theo tình trạng khẩn cấp, thậm chí có thể chấp nhận việc chi sai đối tượng ở mức độ nào đó thì mới không bỏ sót. Việt Nam đã chống dịch đúng hướng, đó là nhận xét của ông Kinh Thông Bắc, trường đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Nhận xét rất khách quan của đại diện WHO khẳng định những giải pháp của chính phủ ngành y tế và các địa phương trong thời gian gần đây là phù hợp và có những hiệu quả nhất định trong bối cảnh việc chống dịch gặp nhiều khó khăn bởi tỷ lệ nhiễm khả năng lây truyền tốc độ lây lan của biến chủng delta rất cao chúng ta phải đưa ra những giải pháp cương quyết thậm chí còn bị cho là khắc nghiệt nhưng điều đó là cần thiết khi yêu cầu là đạt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết tất nhiên trong khó khăn chung mỗi người mỗi gia đình đều có những nhu cầu và yêu cầu khác nhau không phải không có lúc cảm thấy bí bách nhưng đảng nhà nước đang dần dần tìm cách tháo gỡ mỗi người dân có thể cảm thấy khó khăn hơn các biện pháp giãn cách có thể ở mức cao hơn nhưng đó là việc cần phải làm điều này phụ thuộc với ý thức của từng người dân bởi chỉ là một người lơ là một người vô ý thức thì cả xã hội sẽ vất vả Tổng cục thuế, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra quyết định đình chỉ công tác phó cục trưởng cục thuế và giám đốc sở du lịch tỉnh này do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Động thái cương quyết này của các cơ quan quản lý đối với những người biết luật phạm luật khiến dư luận xã hội càng thêm tin tưởng ủng hộ trong bối cảnh đại dịch covid-19 với biến thể đen tai đang lây lan nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều tỉnh thành phố cả nước phải căng mình chống dịch ấy vậy mà với vai trò là lãnh đạo các ngành ở địa phương thay vì nghiêm túc gương mẫu chấp hành quy định hai ông Nguyễn Công Thành phó cục thuế và Nguyễn Văn Dũng giám đốc sở du lịch lại thông thả đi chơi gôn việc các cơ quan quản lý lập tức phản ứng nhanh ra quyết định đình chỉ công tác cán bộ sai phạm đương nhiên là rất quý đáng ghi nhận song dư luận xã hội cũng muốn biết thời gian đình chỉ công tác thì sẽ thế nào hay là hòa cả làng nếu các ông công và ông Dũng sau thời gian đình chỉ lại được tha bổng e rằng khó thuyết phục dư luận, để không còn lãnh đạo nào tại địa phương dám lơ là coi thường quy định dẫn đến bùng phát đại dịch Covid-19 trên diện rộng, các cơ quan có thẩm quyền cần có thái độ kiên quyết xử lý đúng người đúng tội không xê xoa dung túng bao che cho người vi phạm. Vậy sau thời gian tạm đình chỉ công tác rồi sau nữa, dư luận xã hội đang chờ đợi kết quả xác minh xử lý kỷ luật những người vi phạm phòng dịch từ cơ quan chức năng. Trong tình thế cam go của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đã hé sáng những hy vọng củng cố niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Sự chi viện tổng lực về đội ngũ y bác sĩ hùng hậu trang thiết bị y tế hiện đại nhất là trong thời gian qua thật sự tạo ra hy vọng rất lớn rằng số ca trở nặng sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất. Mặt trận điều trị cho thấy những tín hiệu khả quan khi đã có hơn 30.000 bệnh nhân lành bệnh và mỗi ngọc có thêm hàng ngàn người nữa vượt qua dịch COVID-19 trở về nhà an toàn. Những tín hiệu khả quan đó cho thấy nỗ lực chống dịch với những giải pháp quyết liệt nhất, đồng bộ nhất đã đi đúng hướng, từng bước tiếp cận mục tiêu tổng thể đặt ra là sớm đưa trạng thái kinh tế xã hội trở lại bình thường. Mục tiêu kép đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu chống dịch thành công để phát triển kinh tế và lo phát triển kinh tế hiệu quả đầy đủ nguồn lực chống dịch khi cần. Vai trò trung tâm kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh thể hiện rõ nhất khi tỷ lệ đóng góp cho ngân sách quốc gia luôn chiếm gần 1 phần 3. Thật không dễ hình dung hết mọi tổn thất khi cả một đầu tàu kinh tế gần như đóng băng kéo dài vì dịch bệnh. Vào thời điểm này nên trang sớm tính toán cụ thể nhất, bao quát nhất để từng bước áp dụng trở lại mục tiêu kép trên nền tảng căn cơ nhất vaccine cộng 5K, không để hàng triệu người đã được tiêm vaccine phải ngồi yên sẽ giúp công cuộc chống dịch có thêm nhiều nguồn lực. Khi bộ phận nào được cho là an toàn, đã trích vaccine nhanh chóng trở lại trạng thái kinh tế, xã hội bình thường cũng sẽ góp phần giảm gánh nặng an sinh đè lên trọng trách của nhà nước. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã kịp thời khẩn trương quyết liệt linh hoạt thận trọng. Tuy nhiên, ngoài những thiệt hại về mặt kinh tế và tác hại trên lĩnh vực sức khỏe thể chất mà dịch bệnh gây ra cho con người, còn một thiệt hại lớn lao và sâu sắc khác cũng không kém đó là tổn thất về sức khỏe tinh thần. Trước tình hình Covid-19 hiện nay, trong việc chuẩn bị kịch bản cho việc dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh trên phạm vi cả nước với những tổn thất thiệt hại có thể sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn nhân lực vật lực phòng dịch, chúng ta cần chuẩn bị cả về mặt tâm lý của nhân dân để khi rơi vào tình huống đó có thể chủ động về vật chất và vững vàng tỉnh táo về mặt tâm lý nhân dân, về mặt dư luận xã hội. Bên cạnh những nỗ lực đẩy lùi Covid-19, các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến những hệ quả sau đại dịch. Đó không chỉ là những thiệt hại cụ thể về kinh tế mà dịch bệnh Covid-19 cũng sẽ để lại những ảnh hưởng tiêu cực về lối sống, cách sinh hoạt tâm lý xã hội của người dân. Vì vậy cần dữ liệu đầy đủ và toàn diện các tác động của Covid-19 trên mọi mặt trận và mọi lĩnh vực kể cả kinh tế và tâm lý về xu hướng xã hội để chúng ta có những hướng đi, phương án đầu tư phát triển phục hồi đúng đắn, phù hợp sau đại dịch. Việc phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 đã đặt ra một bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đó là làm sao vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, người lao động và cộng đồng. Để giải quyết bài toán này, nhiều doanh nghiệp đã sáng tạo vận dụng công nghệ để làm việc tại nhà, giải quyết công việc từ xa. Theo tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, tổ trưởng tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, chống dịch để sản xuất kinh doanh và duy trì sản xuất kinh doanh để đủ nguồn lực chống dịch lâu dài cần được xem là tinh thần xuyên suốt của mục tiêu kép mà thành phố đang kiên trì thực hiện. Vì vậy bên cạnh mục tiêu phòng chống dịch đặt lên hàng đầu, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo vệ và hỗ trợ doanh nghiệp cũng quan trọng không kém và cần thực hiện đồng bộ. Theo đó tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp duy trì hoạt động nếu bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch theo quy định của thành phố. Tuy nhiên từng loại hình doanh nghiệp xây dựng phương thức bảo đảm hoạt động an toàn có thể đề xuất để thành phố đưa ra phương án hỗ trợ, bởi thực tiễn mỗi doanh nghiệp sẽ có phương thức phòng chống dịch phù hợp, bản thân doanh nghiệp mới có đủ nguồn lực triển khai phương thức bảo đảm hoạt động an toàn, khi doanh nghiệp an toàn sẽ góp phần cho công tác phòng chống dịch của thành phố đạt hiệu quả cao nhất. Việc giãn cách kéo dài cùng với nhiều nhà máy tạm ngừng hoạt động do không thể đáp ứng tiêu chí ba tại chỗ đang khiến cộng đồng doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nội địa. Theo bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngày nay việc thu mua vận chuyển nông sản từ các vùng nguyên liệu ở các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc, kênh thu mua phân phối truyền thống gần như bị đứt gãy hoàn toàn gây khó khăn cho người dân lẫn doanh nghiệp. Lương thực thực phẩm trong việc tiếp nhận tiêu thụ nông sản, một số doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền đã phải thu hẹp sản xuất chỉ vì thiếu hành lá và tiêu. Trong thành phần công bố có phụ liệu này nếu tự ý bỏ qua bất kỳ thành phần nào, đến khi cơ quan quản lý phát hiện sẽ bị xử phạt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cùng những biến cố trong ngành hàng hải đã và đang tác động mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng loạt vấn đề như biến động giá cước vận chuyển, thiếu hụt container rỗng, gián đoạn chuỗi cung ứng tạm thời đã tạo nên rào cản cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực logistics tại Việt Nam nói riêng. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cả nước có khoảng 26.000 thí sinh chưa thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, thi vào đợt 2. Thế nhưng do dịch vẫn diễn biến phức tạp, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên không tổ chức kỳ thi đợt 2, các thí sinh có nguyện vọng sẽ được đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường đại học cao đẳng cần căn cứ vào hướng dẫn để triển khai thực hiện một cách linh hoạt sáng tạo, phù hợp với đặc thù và diễn biến tình hình dịch COVID-19. Đặc biệt cần sớm công bố phương án tuyển sinh, thông tin tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn thí sinh một cách cụ thể từ đó ổn định tâm lý tạo thuận lợi cho thí sinh. Nhiều ý kiến cho rằng nếu tổ chức được kỳ thi đánh giá năng lực theo dự kiến thì việc tuyển sinh sẽ sát hơn, tuyển được sinh viên có chất lượng hơn. Nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường cũng cần tính đến phương án không tổ chức được kỳ thi này để chủ động lựa chọn phương án xét tuyển phù hợp, trong đó xét tuyển học bạ trung học phổ thông là một phương án khả thi. Chọn phương án nào đòi hỏi các trường đại học cao đẳng phải tính toán cân nhắc kỹ và quyết định công bố sớm để thí sinh có sự chuẩn bị, bớt lo lắng làm tốt công tác tuyển sinh và đảm quyền lợi cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không chỉ thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo khẳng định uy tín thương hiệu của mỗi trường đại học cao đẳng mà còn góp phần chung tay để chiến thắng dịch bệnh.